Ngọc Thật và Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2019, chương trình thời sự sẽ có phóng sự mạnh tay xử lý việc rao bán các dự án nhà ở xã hội ma và những tin nổi bật sau đây. Ký quy chế phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công an Tây Ninh triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Triển khai thi công 13 gói thầu dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Co Đông. Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 11, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh ký quy chế phối hợp trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Tây Ninh và Đại tá Lê Hồng Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh đã ký quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, đại diện 15 đồn biên phòng và các đội quản lý thị trường trên địa bàn 5 huyện biên giới. Nội dung phối hợp gồm nghiên cứu tham mưu Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, những biện pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trao đổi thông tin tài liệu về tình hình có liên quan đến các tổ chức đường dây ổ nhóm, các tuyến địa bàn trọng điểm và phương thức thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đối tượng ở địa bàn biên giới nội địa. Việc tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa hai bên, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện 99 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa trên 6,6 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về thủ tục 63 vụ, xử phạt vi phạm 187 triệu đồng, vi phạm về kiểm soát trị giá hàng hóa 35 vụ với 6,4 tỷ đồng. Trong đó đã khởi tố một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trị giá 920 triệu đồng. Các lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã kịp thời phát hiện 4 vụ buôn lậu 20 kg ma túy đá, đã khởi tố trước pháp luật, phát hiện và tịch thu gần 2.600 gói thuốc lá. Từ đây đến Tết Dương lịch 2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát sau thông quan nhằm phòng chống hàng gian và gian lận thương mại qua biên giới có hiệu quả. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019, Công an Tây Ninh triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Lãnh đạo Công an Tây Ninh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép. Tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng trong diện nghi vấn buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các chợ, địa bàn công cộng, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân có nghi vấn, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại, hoạt động mua bán tại khu vực biên giới, cửa khẩu để kịp thời phát hiện xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ 7 vụ, 8 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phát hiện 94 vụ, 161 đối tượng vận chuyển pháo, thu giữ 177,3 kg pháo, truy tố 8 vụ, 8 đối tượng. Sáng ngày 8 tháng 11, Ban tổ chức Thành ủy Tây Ninh công bố quyết định điều động cán bộ của Ban thường vụ Thành ủy thành phố Tây Ninh. Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường 2, điều động nhận chức vụ tại Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2019. bà Nguyễn Ngọc Nga, Phó Bí thư Đảng ủy phường 2, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy để về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh từ ngày 8 tháng 11 năm 2019. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Ninh Sơn, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Sơn, điều động chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ, tham gia Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường 2 kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2019. Luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Nhật Lê Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường 2 nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 8 tháng 11 năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Đào giữ chức vụ trưởng phòng kinh tế thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2019. Công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc luân chuyển ông Nguyễn Nhật Lê Vinh đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân phường 2. Thưa quý vị, dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Co Đông đến nay đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công xây lắp 14 trên 14 gói thầu, trong đó triển khai thi công 13 gói thầu. Khối lượng thi công 13 gói thầu đạt gần 26.000 mét khối bê tông, đắp trên 500.000 mét khối đất, thi công các cống ngang đường, sản xuất ống và gia công các đai dự ống, đóng cọc. Còn lại gói thầu số 19 chưa phát lệnh khởi công do tuyến kênh phức tạp. Ban quản lý dự án đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều chỉnh tuyến. Sau khi chỉnh tuyến xong sẽ phát lệnh khởi công. Vốn kế hoạch được bố trí cho dự án đến nay là 518 tỷ đồng, trong đó giải ngân năm 2018 đạt 255 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2019 263 tỷ đồng, giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 hơn 227 tỷ đồng, bao gồm giải ngân hơn 127 tỷ đồng, vốn chuyển nguồn năm 2018 và 100% vốn năm 2019. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin quan trọng khác. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho chuyển hơn 35 hectare đất trồng lúa để thực hiện 38 dự án công trình. Trong đó, huyện Bến Cầu có nhiều dự án nhất với 18 dự án, Gò Dầu và Trảng Bàng mỗi huyện có 4 dự án, Dương Minh Châu và Châu Thành mỗi huyện có 3 dự án, thành phố Tây Ninh, Tân Châu, Hòa Thành mỗi huyện có 2 dự án. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ có tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp thứ 14 diễn ra vào cuối năm nay. Theo quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10 hectare đất trồng lúa trở lên hoặc từ 20 hectare đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Những dự án công trình có sử dụng dưới 10 hectare diện tích đất trồng lúa hoặc dưới 20 hectare đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Sáng ngày 9 tháng 11, Hội Cựu giáo chức thành phố Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Đến dự có bà Lê Thị Bân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Phạm Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, bà Văn Thị Cương, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh. Hội Cựu giáo chức thành phố có hơn 600 hội viên. Năm 2019, hội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội đã vận động được hơn 270 triệu đồng để thăm hỏi hội viên ốm đau, tang tế, tặng quà Tết, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo. Tại buổi họp mặt, Hội Cựu giáo chức thành phố đã tôn vinh 11 thầy cô giáo đạt các danh hiệu cao quý, được nhà nước tặng huân chương độc lập, huân chương lao động, tặng quà lưu niệm cho 21 thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo ngành giáo dục. Chúc mừng các thầy cô giáo có học hàm tiến sĩ và nhà giáo ưu tú, mừng thượng thọ và mừng thọ các thầy cô giáo. Tặng danh hiệu gia đình cựu giáo chức tiêu biểu 2019 cho 12 thầy cô, 3 gia đình, tam đại đồng đường. Tặng danh hiệu mẹ hiền đảm đang cho 1 cô giáo. Ngày 9 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần này có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên đến từ các phòng giáo dục huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 13 môn thể thao gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, đá cầu, điền kinh, bơi lội, võ cổ truyền, karate do, taekwondo, kéo co và đẩy gậy. Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020 sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối ngày 31 tháng 10, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh đã phát phóng sự nhức nhối việc rao bán dự án nhà ở xã hội ma để phản ánh về tình trạng quảng cáo rao bán đất các dự án nhà ở xã hội khi chưa được cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Dù địa phương đã có phương án xử lý, nhưng các chủ đầu tư vẫn cứ vi phạm. Hiện nay, cơ quan chức năng các địa phương đã vào cuộc xử lý tùy theo mức độ sai phạm. Phóng sự do phóng viên Quang Khải thực hiện. Đến giờ này thì đơn vị nào mà thi công mà không thực hiện cái xin phép thì địa phương đã lập biên bản đề nghị ngưng thi công thôi. Còn mức độ xử lý thì sẽ làm tờ trình cũng như là nãy trong cái văn bản tờ trình huyện ra định phạt. Phòng đã tham mưu cho ủy ban phố là ban hành cái văn bản chỉ đạo cho các phường xã nắm tình hình và quản lý địa bàn. Thứ nhất là cũng có theo dõi các địa bàn thì có những dự án hoặc là có những lô đất mà có hướng mà phân lô lớn thì sẽ báo cáo về cho ủy ban phố xử lý kịp thời. Dù hiện nay các địa phương đã có phương án xử lý những vi phạm đối với việc rao bán các dự án nhà ở xã hội ảo sai quy định, song một thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư vẫn cố tình sai phạm. Điển hình tại huyện Hòa Thành, trên mạng xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Thuận Việt đang rao bán khu dân cư Thuận Việt Villa tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân. Đơn vị này xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, đã bị cơ quan chức năng có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thi công, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời hướng dẫn cho đơn vị làm thủ tục xin giấy phép xây dựng. Nhưng khi chưa có giấy phép xây dựng thì đơn vị này vẫn tiếp tục thi công. Sau khi mà có thông tin là cái đơn vị này nó tiếp tục thực hiện xây dựng, thì Ủy ban huyện cũng có chỉ đạo cho Ủy ban xã Hiệp Tân, rồi phòng kinh tế hạ tầng phối hợp kiểm tra thì lập biên bản. Thì gần nhất là 31 tháng 10 là Ủy ban xã Hiệp Tân có kiểm tra biên bản một lần, ngày 4 tháng 11 Ủy ban xã Hiệp Tân tiếp tục lập biên bản đình chỉ thi công một lần nữa. Ngày 6 tháng 11 thì thanh tra sở xây dựng có mời Ủy ban xã Hiệp Tân, phòng kinh tế hạ tầng huyện Hòa Thành lên trao đổi thống nhất phương án xử lý đối với tình hình xây dựng vi phạm tại chỗ vị trí mà công ty Thuận Việt rao bán. Nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn tiếp tục tăng, nên khả năng việc phân lô bán nền sẽ chưa dừng lại nếu không có giải pháp hữu hiệu. Là một đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để thành lập thị xã, huyện Hòa Thành đã có những giải pháp trong quy hoạch đô thị. Để đi tính mà thực hiện tốt cái vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, sau khi mà quy hoạch chung đô thị Hòa Thành được phê duyệt, Hòa Thành được công nhận là đô thị loại 4, có đề nghị Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh lập cái quy hoạch phân khu cho những đơn vị lên phường Hiệp Tân, Long Thành Trung, thị trấn và Long Thành Bắc. Có cái quy hoạch phân khu thì cái công tác mà thực hiện quy hoạch nó sẽ có hiệu quả hơn, thuận lợi cho các cơ quan chuyên môn của huyện làm tốt công tác quản lý quy hoạch. Đó là quan trọng nhất là về xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện. Để ngăn chặn triệt để dự án ma hoành hành, hiện nay Phòng Quản lý Đô thị thành phố Tây Ninh đã lên kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành rà soát tuyên truyền cho nhân dân những dự án khu dân cư ảo, đồng thời tổ chức công khai quy hoạch và cảnh báo người dân tại những dự án xây dựng công trình công cộng. Chỉ đạo các xã phường có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các trường hợp đầu nậu, doanh nghiệp núp bóng người sử dụng đất để thực hiện tách thửa, phân lô, bán nền, huy động vốn trái pháp luật. Theo ông Đặng Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, hiện Sở Xây dựng mong muốn Bộ Xây dựng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động môi giới bất động sản. Yêu cầu nhân viên môi giới phải được đào tạo và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật thì mới được hoạt động dịch vụ môi giới. Cần có quy định nhân viên môi giới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về việc môi giới bất động sản. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình thời sự trên kênh YouTube chính thức Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.